Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập tô màu cho một đôi giày thể thao các bạn nhé. Mình sẽ chọn những màu sắc thật là tươi sáng và tô màu cho một chú cho đôi giày này nha. Màu xanh lá cây, màu xanh da trời, tô cho dây giày trước nhé. Tiếp theo là mình tô những bông hoa nhé. Màu cam, hoa màu đỏ, rồi tiếp theo là mình sẽ tô cho đôi giày này một màu chủ đạo là màu hồng nhé các bạn nhé. Ok, vậy là mình đã hoàn thiện xong phần bài tập tô màu cho một đôi giày thể thao rồi các bạn nhé. Thời gian còn lại thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển xem bài ngày mai học sẽ là bài gì nhỉ? Đó là tô màu cho một cái yếm nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.